Xin chào tất cả các bạn. Vậy thì bây giờ em hãy tiết lộ một vài bài cho các bạn mà em sẽ hát trong ngày hôm nay. Em sẽ hát ba bài, thì có thể là bài tự nguyện, lời mẹ ru, lại bài cha chẳng hạn. Còn rất nhiều bài hát nữa nhưng mà sẽ được tiết lộ phần sau. Vòng tay ấm cho những mẹ ôm con,